Ôi chưa xong mà nó chào rồi. Em đi chăng? Em đi chăng yêu bước? Dư đi chăng? Hay quá. Bé cho là chăng à. Ăn cơm. Ăn ăn cơm gì? Ê, ăn phải nhiều ăn rồi. Rồi, bài khác. Bài gì nữa lộn con không? Gì kỳ vậy? Sao đang đứng tự nhiên ngồi? Ai mà ngồi đọc thơ bao giờ? Đứng lên chào khán giả đi. Lộn con vòng sao? Con vòng nước trong nước sụp đỡ rồi mời ấy. Có gì mười ba em đầy em ra trùng trùng bù trùng này rồi. Ngày ngày ba đi làm đi. Ngày ba đi trả ông ở nhà ông trần đúng mười lần đi chợ ba mẹ anh ta đi chơi ông ba đánh nè đánh là ông trời màu đỏ thì ba chấp về ba ông về rẽ đường thủy về hết trong đường thủy gì trong đường ba ơi ba ơi. Rồi chương trình live show của Nho Ý Đồn tới đây kết thúc ha. Ba ơi còn bài gì nữa bài con cò mà đi ăn đêm đi. Nhà ơi.
Rồi, lấy mít màu xanh đi. Trời trời trời, làm trò gì đó? Đọc bài con cò mà đi ăn đêm đi. Đâu nọ đi ăn đêm đủ ở trên bề. Đừng đủ đủ ăn. Ôi ông nước. Sao quay lưng với khán giả vậy? Để chung. Lòng nào? Ông có sáo sao? Gì kỳ vậy? Đâu rồi? Con mất tiêu rồi. Ra đọc tiếp, có sáo thì sáo gì? Cái chừng đi tới đi lui rồi chạy chừng. Rồi, kết thúc nha. Rồi. Thôi đưa về thăm.